Ok, xin chào các bạn học sinh lớp 11 mà xin chào các bạn quay lại với BTD Channel. Thì hôm nay mình tiếp tục với cái chủ đề số 1, cái dạng cuối cùng của chủ đề số 1 là bài toán liên quan đến nguyên lý chồng chất từ trường. Thật ra thì trong sách bồi dưỡng năng lực tự học vật lý lớp 11 thì không có cái dạng này. Nhưng mà mình tổng hợp những cái bài toán liên quan đến nguyên lý chồng chất á, trong những cái dạng 1, dạng 2, dạng 3 trong sách đó ha. Thì đầu tiên mình đến với cơ sở lý thuyết. Bài toán liên quan đến tại sao từ trường lại có được cái nguyên lý chồng chất. Là tại vì từ trường cũng là một vector. Và thí nghiệm cho thấy là khi từ trường nó chồng chập lẫn nhau thì cái sự tương tác của nó cũng mạnh lên, yếu đi hoặc thay đổi. Thì do cái vector nó có tính cộng các bạn, cho nên là từ trường được đặc trưng bằng vector cảm ứng từ cũng là một vector, cho nên là nó sẽ có tính cộng được. Nghĩa là cái từ trường, cái cảm ứng từ toàn phần á, nó sẽ là cộng vector của các vector cảm ứng từ đặc trưng cho các từ trường ha, chấm 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 chấm. Giờ thì cơ sở lý thuyết nó chỉ vậy thôi. Thì để tổng hợp vector thì mình dùng những cái quy tắc toán học. Có thể dùng những cái quy tắc sau. Đầu tiên là quy tắc tam giác. Hoặc là người ta gọi là quy tắc 3 điểm hả bạn? Quy tắc 3 điểm. Thì quy tắc này không thường được sử dụng trong vật lý hả bạn? Quy tắc 3 điểm thì nó do bọn mình có. Ví dụ mình có vector B1. Ở đây mình có một cái vector B2. Được chưa bạn? Vậy vậy đi. Mình có một cái vector B2 hướng dày. Thì mình sẽ đem cái vector B2 này là lại gần cái vector B1 theo cái quy tắc là cái đầu, cái đích, cái đuôi của cái vector B2 này là nó sẽ trùng với cái đầu của vector B1. Thì do đó cái vector B1 cộng B2 nó sẽ là vector này. Nói từ đầu, nói từ đuôi của thằng B1 tới đầu của thằng B2. Đây là vector B1 cộng B2. Chưa bạn? Cái tiếp theo là cái quy tắc hình bình hành. Quy tắc này thường được sử dụng hơn. Quy tắc hình bình hành. Quy tắc hình bình hành này mình cộng hai vector với một cùng một cái đuôi các bạn, nó chập hai cái đuôi lại với nhau. Ví dụ mình đây, sau đó mình tổng hợp, mình tạo ra một cái khung hình bình hành chứ mà hai cái cạnh của nó đó là hai cái cạnh, là hai cái vector đó, B1 với vector B2 nó là hai cạnh tương ứng của cái hình bình hành. Cho nên là vector tổng hợp B bằng B1 cộng B2 là đường chéo của hình bình hành các bạn. Đó. Và cả hai cái quy tắc này nó đều cho mình một cái biểu thức để xác định ra đây. Thí dụ đi, mình chỉ tổng hợp hai vector lại trước ha. Sau đó thì mình có thể lấy vector tổng hợp này đi tổng hợp tiếp với các vector khác. Và cái biểu thức xác định độ lớn của nó là như vậy. Các bạn bình phương hai vế lên. B1, vector B1 cộng cho vector B2. Tất cả bình phương lên. Bạn khai triển hành ảnh thức. Vector, một vector bình phương chính là cái mô đun của nó bình đó bạn. Còn này là tích vô hướng của B1 và B2. Nếu các bạn đã biết á, thì tích vô hướng của vector A nhân cho vector B á, nó sẽ là độ lớn của vector module của vector A nhân module của vector B nhân cos xen giữa của A và B. Ở đây mình gọi cái góc xen giữa của B1 B2 là alpha. Cho nên mình có được là B1 bình phương cộng cho B2 bình phương cộng cho 2 B1 B2 cos của alpha, với alpha là góc hợp bởi B1 vector B1 và vector B2. Chưa bạn? Từ đây thì bạn có những cái một số cái trường hợp đặc biệt như sau.
Một số trường hợp đặc biệt. Một số trường hợp đặc biệt. Trường hợp đầu tiên, trường hợp đặc biệt đầu tiên á, là B1 cùng phương cùng chiều với B2, chưa bạn? Có nghĩa là hai cái từ trường này hoàn toàn tăng cường lẫn nhau, ha, tăng cường lẫn nhau một cách toàn phần luôn bạn. Thì các bạn có được là cái góc alpha giữa vectơ B1 vectơ B2 là 0 độ, thì suy ra cái cos của alpha đó là bằng 1. Vậy suy ra B1 2 bình bằng B1 bình cộng B2 bình cộng cho 2B1 B2. Mà các bạn biết là đây là một cái hàm lượng thức đầu tiên luôn các bạn. Cho nên là bạn tóm lại ra là B1 cộng B2 tất cả bình, và từ đó bạn có được cái biểu thức 1B12 sẽ bằng B1 cộng B2. Lấy căn hai vế các bạn. Và B1 B2 là các độ lớn cho nên nó dương rồi các bạn. Khỏi cần hai trường hợp cộng trừ. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là B1 nó cùng phương nhưng mà ngược chiều với lại vectơ B2. Thì các bạn tương tự, bạn có alpha bằng pi, suy ra cos alpha bằng trừ 1. Và các bạn có được cái hàm lượng thức số 2, B1 2 bình bằng B1 bình cộng B2 bình trừ 2B1 B2. Dùng hàm lượng thức số 2 các bạn có được là B1 trừ B2 tất cả bình. Và do B1 trừ B2 các bạn không chắc được cái dấu của nó, nhưng mà B1 2 phải dương cho nên là B1 2 mình lấy căn hai vế thì ra là trị tuyệt của B1 trừ cho B2. Không không cần biết cái nào lớn hơn các bạn. Rồi, cái trường hợp đặc biệt tiếp theo là B1 mà nó vuông góc với B2. Nếu mà B1 vuông góc B2 có nghĩa là góc giữa B1 với B2 là pi chia 2. Mà pi chia 2 là cos alpha nó bằng bằng 0. Mà cos alpha bằng 0 thì bạn có được cái biểu thức của Pythagore là B1 2 bằng B1 bình cộng B2 bình. Chưa bạn? Thì B1 2, cái module của B1 2 chính là độ dài đường chéo của hình chữ nhật, hay là cạnh huyền á, độ dài của cạnh huyền bởi cái tam giác vuông là B1 và B2. Ok, bây giờ mình tới cái trường hợp đặc biệt tiếp theo là B1 tạo với B1 nó tạo với B2 một góc là alpha. Nhưng mà có một điều là B1 nó bằng B2. Cái module của B1 nó bằng module của B2. Thì các bạn biết rồi, một cái cộng vectơ cộng hai vectơ thì tương theo quy tắc hình bình hành, nghĩa là B1 và B2 sẽ là hai cạnh của hình bình hành, mà hai cạnh của liên tiếp của hình bình hành này mà nó bằng nhau á, thì nó sẽ trở thành hình thoi. Với các bạn thì mình có quy tắc gọi là quy tắc hình thoi các bạn. Quy tắc hình thoi là sao thì mình cứ thế thay vô thôi, mình coi coi là nó sao cho B1 B2 bằng một cái b nào đó đi ha bạn. Rồi thì mình ghi là B1 bình thì nó thành B bình, B2 bình nó cũng là B bình, cộng cho 2 B1 B2 thì nó cũng là 2 B bình, nhân cho cos alpha. Chứ các bạn, thì mình ở đây mình có là 2 B bình rút ra làm chung nè, ở trong còn 1 cộng cho cos alpha. Thì 1 cộng cho cos alpha này nó chính là mình dùng cái công thức gì ta, nâng bậc ha bạn, dùng cái công thức nâng bậc hạ cung xuống thì mình có là 2 lần cos cos đúng ta, ok, cos bình của alpha chia 2. Đó, cos bình của alpha chia 2. Ok, thì các bạn có được là ở đây là bằng 4B bình nhân cos bình alpha chia 2. Và suy ra các bạn được cái quy tắc hình thoi là B1 2 nó sẽ bằng 2B nhân cho cos alpha chia 2. Rồi, đó là những cái quy tắc cộng vector làm cái cơ sở lý thuyết cho cái bài toán về nguyên lý chồng chất từ trường. Thì ở đây mình sẽ có hai cái dạng toán,
hai cái dạng toán chính trong cái phần này. Được chưa các bạn? Thì phương pháp giải ha các bạn. B, phương pháp giải. Phương pháp giải. Thì mình có hai dạng chính. Màu này đi. Mình có hai dạng chính là cái dạng thứ nhất á là chồng chất thuận á, bài toán chồng chất thuận các bạn. Nghĩa là nó cho mình cái vector xong nó kêu mình tổng hợp đó các bạn. Thì các bạn chú ý cái này là mình phải xác định bước 1 là mình phải xác định được cái hình học. À, cái hình học của các vector thành phần của các vector B1 thành các vector thành phần B1, B2, BN các bạn. BN. Được chưa? Sau khi xác định hình học xác định vị trí hình học của nó thì mình phải xác định được cái góc. Bước hai là mình sẽ xác định được cái góc tạo bởi cái vector đó, góc tạo bởi cái vector đó. Sau đó mình tổng hợp từng hai vector một, từng từng đôi vector các bạn, vector một theo quy tắc hình bình hành. Hình bình hành chưa, mình cứ tổng hợp từng hai vector một theo quy tắc hình bình hành. Có nghĩa là sao? Mình tổng hợp B1 với B2 trước thì nó ra B12, lấy B12 tổng hợp với B3 và sau đó mình được vector B123 thì tổng hợp với vector B4, cứ như vậy. Chứ các bạn đừng tổng hợp là B1, B2, B2, B3, cái đó bị trùng nha các bạn. Và các bạn chú ý ở đây, các bạn chú ý một điều là chú ý là các bạn nên tổng hợp trước các vector, các đôi vector vector cùng phương. Nghĩa là sao các bạn? Cùng phương nghĩa là song song mà nó có thể song, cái giá của nó song song á. Đôi các đôi vector cùng phương hoặc là tuân theo quy tắc hình thôi. Quy tắc hình thôi. Quy tắc hình thôi. Ok. Rồi. Mình có một cái chú ý nữa là có nhiều bạn hay nhầm lẫn cái công thức của định lý hàm cos với lại cái quy tắc cái định lý hình bình hành đó bạn. Mình chú ý một điều nữa nè. Thứ hai là phân biệt cái công thức của định lý hàm số cosine á, hàm cosine và định lý hình bình hành. Đối với định lý hàm cosine á, thì tổng hợp hai vectơ là theo kiểu này. Được chưa các bạn? B1 vectơ B2 và cái góc trong cái định lý đó là cái góc này, mình gọi là cái góc beta. Được chưa các bạn? Đó thì mình sẽ có được là B, đây là B12 đó các bạn. Mình có B12 bình, nó sẽ theo cái công thức là B1 bình cộng B2 bình trừ cho 2 B1 B2 cos alpha cos beta chứ. Sở dĩ có được cái công thức này là tại vì mình sử dụng cái góc hợp bởi cái vector B1 không hợp hợp theo cái kiểu này ha, chứ nó không phải là góc hợp bởi hai vector các bạn. Đó. Còn cái quy tắc hình bình hành á là do bộ vector B1 vector B2 thì mình sẽ tổng hợp vậy. Và cái góc tạo bởi hai vector á là góc alpha là góc này. Đây là vector B1, đây là vector B2. Đây là vector B12. Thì B12 các bạn, B12 bình nó sẽ theo cái công thức nãy mình dẫn ra. Cộng B2 bình cộng cho 2
B1, cái này dấu cộng các bạn, cos alpha. Thì các bạn thấy rõ ràng một điều như sau là cái cos beta đó các bạn, nó sẽ bằng trừ của cos beta, nó sẽ bằng cos alpha thôi. Tại sao? Tại vì cái góc beta này nè, nó chính là pi trừ cho alpha. Chứ mà cái góc beta này chính là pi trừ alpha. Các bạn thay cos xuống đây, cos xuống đây. Thì các bạn thấy công thức này rồi, là cái gì có đó sin bù ha các bạn, sin bù, đây là công thức của sin, chỉ có sin là bằng thôi bạn, bạn nhớ câu này, sin bù chỉ có sin, chỉ có sin của pi trừ alpha thì mới bằng sin alpha thôi, còn tất cả các cotan còn lại á của pi trừ alpha đó thì nó sẽ bằng trừ cos alpha. Này là trừ cos alpha, còn này là trừ đối của nó ha, trừ tan alpha, này là trừ cotan alpha. Đó. Bạn thấy rất là hợp lý ha, bạn phân biệt hai chuyện đó. Cái dạng toán thứ hai. Cái dạng toán thứ đây là dạng toán thứ nhất, đây là tới tiếp theo là cái dạng toán thứ hai trong cái phần này. Dạng toán dạng 2 là nó kêu tìm quỹ tích điểm có b toàn phần nó bằng không, gọi là cái cảm ứng từ bị triệt tiêu các bạn, cảm ứng từ bị triệt tiêu. Có nghĩa là nếu mà để một cái 500 kêu 500 hay là một cái dây dẫn mang dòng điện tại chỗ đó thì nó không chịu tác dụng của lực từ, cảm ứng từ bằng không, triệt tiêu, còn gọi là triệt tiêu không ạ. Thì đối với cái dạng toán này á thì mình phải mình làm giống giống như bên điện trường các bạn, nhưng mà nó hơi phức tạp hơn, là có khi cái phương của nó hơi phức tạp. Ví dụ đi, mình có hai cái xét bài toán ha, xét bài toán có B1 có Y1 và Y2 thôi các bạn, có Y1 và Y2, có dòng Y1 và dòng Y2 chưa, tìm các điểm có vector cảm ứng từ tổng hợp bằng không, bằng vector không, thì các bạn làm những cái bước như sau. Bước 1 là các bạn nói ta có B1 cộng B2 bằng B bằng không, vector không. Các bạn suy ra được hai điều, một là B1 nó cùng phương, mình suy ra là B1 bằng trừ của B2, thì từ đây các bạn suy ra được hai điều. Về phương chiều thì mình thấy là B1 với là B2 nó cùng phương nhưng mà nó ngược chiều chứ các bạn, thì cái chuyện này mà các bạn sẽ suy ra cái hình học của nó, cái vị trí hình học của nó, mình gọi là số 1 đi. Số 1 chưa các bạn, thì lấy mô đun hai vế thì các bạn có B1 bằng B2 là cái điều kiện số 2. Thì từ cái số 1 nè, các bạn sẽ suy ra được cái vị trí hình học, hình học của cái dây dẫn á, của cái dây, được chưa? Cái thứ hai, nhưng mà cái vị trí hình học của dây này nó liên quan tới là hai khoảng cách R1 và R2 của cái điểm mà cái chỗ đó cảm ứng từ triệt tiêu á đến hai cái dòng điện Y1 và Y2. Đó, nó liên quan tới R1 và R2. Vậy mình phải cần thêm một cái phương trình nữa để xác định R1 với R2. Thì ở đó là mình dùng cái số 2.
Được chưa? Từ cái số 2 này mình sẽ suy ra được một cái phương trình theo R1, R2. Suy ra cái phương trình theo một cái phương trình khác theo R1 và R2 các bạn. Và phương trình này là một cái phương trình vật lý chứ không phải là hình học. Các bạn, nếu mà đó là hai cái dòng điện thẳng dài vô hạn á, điện thẳng dài vô hạn á, thì có thể là mình sẽ có được là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nè, B1 bằng B2 tương đương với chia cho R1 nè, bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 B2 chia cho R2, thì mình sẽ được có được cái tỷ lệ giữa R1 với R2. R2 bằng I2 chia cho I1 nhân cho R1 các bạn, gọi là phương trình số 2. Còn nếu mà nó là dòng điện tròn thì vân vân hả bạn, vân vân và mây mây, thì các bạn có thể tự thiết lập. Ok, thì cái lý thuyết cơ bản về cái bài toán chồng chất từ trường của mình đến đây là hết. Các bạn thấy hay hãy nhấn subscribe để theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn.